lộ về đại gia chiếm đoạt 40 triệu USD của bà Trương Mỹ Lan. Ông Nguyễn Cao Chí, đại gia mất tích bí ẩn thời gian qua, chính là người chiếm đoạt 40 triệu USD của bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Đây là gương mặt quen thuộc trong giới đại gia Sài Gòn. Ông Chí sở hữu loạt công ty trong hệ sinh thái bất động sản, trung tâm tiệc cưới, tổ chức sự kiện giáo dục, y tế, nông nghiệp kỹ thuật cao. Chiều ngày 5 tháng 8, tại họp báo thường kỳ Chính phủ, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn của Bộ Công an thông tin, ngày 15 tháng 1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C03 đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Cao Chí, 53 tuổi, người đại diện pháp luật kiêm tổng giám đốc của công ty cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 điều 175 Bộ luật hình sự. Theo báo cáo của Cơ quan Cảnh sát Điều tra, trong quá trình mở rộng vụ án, công ty An Đông thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an xác định bị can Trương Mỹ Lan có quan hệ làm ăn đầu tư với ông Nguyễn Cao Chí. Bà Trương Mỹ Lan đã chuyển cho ông Nguyễn Cao Chí hơn 40 triệu USD để bán dự án kinh doanh. Sau khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt, ông Nguyễn Cao Chí đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền mà bà Lan đã chuyển cho mình, nên đã chỉ đạo một số nhân viên tiêu hủy toàn bộ giấy tờ, chứng cứ liên quan đến việc bà Lan chuyển 40 triệu USD cho ông Chí với mục đích chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên. Tại cơ quan điều tra, ông Nguyễn Cao Chí đã nhận tội, xin nộp lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã kê biên, phong tỏa tài sản của ông Chí để đảm bảo thi hành án. Đến tháng 8 năm 2016, bà Phan Thị Hoa thay công ty Phương Nam nắm giữ 85% cổ phần Sài Gòn Đại Ninh Corp. Ngày 10 tháng 10 năm 2017, Sài Gòn Đại Ninh Corp nâng mức vốn điều lệ lên 2.000 tỷ đồng. Phần vốn chi phối 88,5% lúc này được chuyển sang bà Phan Thị Hoa. Tuy nhiên, về bản chất không có gì thay đổi, bởi nữ doanh nhân sinh năm 1958 là chủ sở hữu của Phương Nam Group. Công ty cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh là chủ đầu tư dự án khu đô thị thương mại du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh, đang bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu, Bộ Công an điều tra. Dự án khu đô thị này được Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cấp giấy chứng nhận đầu tư cho công ty Sài Gòn Đại Ninh từ cuối năm 2020, quy mô gần 3.600 hectare, tổng mức đầu tư hơn 25.200 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau một thời gian triển khai rầm rộ, hàng loạt hạng mục chính vẫn chưa được xây dựng. Đến tháng 7 năm 2020, trong kết luận thanh tra về việc quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, thanh tra Chính phủ đã đề xuất chấm dứt hoạt động thu hồi đất của dự án khu đô thị thương mại du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh do Sài Gòn Đại Ninh làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, ít tháng sau, khi ông Nguyễn Cao Chí đảm nhiệm vai trò đại diện theo pháp luật kiêm tổng giám đốc của Sài Gòn Đại Ninh, vào tháng 7 năm 2021, thanh tra Chính phủ đã ra thông báo sửa đổi một số nội dung trong kết luận thanh tra, giúp lại yêu cầu chấm dứt hoạt động thu hồi đất dự án khu đô thị thương mại du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh. Ông Nguyễn Cao Chí, 53 tuổi, từng đảm nhiệm chức vụ cấp cao tại một số công ty thành viên của tập đoàn Bến Thành Group, như giám đốc đầu tư tại công ty Bến Thành Tourist năm 1999 đến năm 2005, tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư địa ốc Bến Thành, Bến Thành Land. Năm 2015, sau khi Bến Thành Group thoái vốn, Bến Thành Land đổi tên thành Capella Holding và bắt đầu chuyển trọng tâm kinh doanh sang lĩnh vực ẩm thực giải trí F&B Hospitality. Ông Chí cũng được biết tới trong vai trò chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc Capella Holding. Thời điểm đó, Capella Holding sở hữu nhiều thương hiệu nổi tiếng trong các lĩnh vực như giải trí E360 Sky Bar, Chill Bar, La Vie en Rose, Live Music and Bar, trung tâm hội nghị tiệc cưới, hệ thống nhà hàng. Cuối năm 2018, Capella Holding khẳng định vị thế trong lĩnh vực F&B và giải trí sau khi công ty trách nhiệm hữu hạn Cali Hospitality, thành viên thuộc hệ sinh thái của ông Nguyễn Cao Chí, thâu tóm lâu đài Sam Mastego và nhà hàng Cham Cham từ doanh nhân Hoàng Khải, Khải Stick. Ngoài F&B, Capella Holding còn mở rộng kinh doanh trong ngành bất động sản với cao ốc The One Sài Gòn, ngành bán lẻ tiêu dùng, y tế, giáo dục, nông nghiệp kỹ thuật cao và nhiều lĩnh vực khác. Trong lĩnh vực giáo dục, ông Nguyễn Cao Chí được nhắc tới vai trò chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn đầu tư và quản lý giáo dục Văn Lang, chủ sở hữu trường Đại học Văn Lang. Tuy nhiên, hiện nay chủ tịch hội đồng trường Đại học Văn Lang đã thay đổi từ ông Chí sang bà Bùi Thị Vân Anh là vợ của ông Chí. Hồi đầu năm nay, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công Thương, Sài Gòn Bank, mã chứng khoán SGB công bố thông tin bất thường về việc thay đổi nhân sự hội đồng quản trị. Theo đó, ông Nguyễn Cao Chí, thành viên hội đồng quản trị Sài Gòn Bank nhiệm kỳ 2019-2024, đương nhiên mất tư cách,
không còn là thành viên hội đồng quản trị ngân hàng kể từ ngày 19 tháng 1 theo quy định tại Điều 35 Luật các tổ chức tín dụng.